Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay em show hơi bị muộn, muộn hơn thường ngày nhưng mà không biết hôm nay có ai muốn xem mình không nữa. Bạn Thanh Lâm thì chào chào cộng ba, chào sói ca, rồi chào Hưng Quách. Wow, thiếu đúng một ghế này đúng không? Hôm nay mọi người ăn đông đủ nhỉ? Chào anh Thỏ, chào anh Dung, chào anh ông xã của Tây Mờ Nờ nhỉ? Rồi ai ơi, ai đến với Sáng Sơn nha. Chào Tony nha. Thằng Yên Hiếu nhá, chào đã biết tâm. Cảm ơn anh Thỏ nhá. Chào Dũng này, chào Eric này, chào cả ai đây. Thằng Yên Chiến nhá. Ok. Chào đã biết nhá. Chào Đỗ Thanh Hải, bạn cuối giờ giờ không biết luôn. Chào Sakutara. Chào Hưng Quách nha. Woman là sao anh? Bài gì vậy? Vô lý chuyện gì ạ? Hôm nay Trăng sâu muộn, Trăng bị xếp sâu muộn. Chào Minh Phạm nhá. Chào anh Văn Trịnh. Không có. Có đâu. Hôm nay bánh mèo à? Mọi hôm qua tụi đàn ông hôm nay phải bánh mèo chứ. Hãy thắng. Em biết mà. Chỉ như tham gì à? Chỉ mất giọng thôi ta. Chào Hương nha. Ừ, hôm nay chị sâu trễ, chị bị xếp sâu trễ lắm hả? Bánh mèo lắm hả? Trời ơi, có sao đâu, chuyện nhỏ như con thỏ. Hôm qua giống đàn ông, hôm nay lại thành bánh mèo. Avatar của anh đẹp lắm anh ạ. Bài gì nhỉ? Hết tháng không chắc được chữ bự à? Chúng ta không giống nhau, ok. Chúng ta không giống nhau. Minh Sơn là fan tuấn nhất. Cảm ơn Hương nha. Sao Hương hôm nay chắc nghỉ lễ này cũng không ngủ luôn đúng không? Hôm nay mai ngày lễ mà sao phải ngủ đúng không? Chúng ta không giống nhau mày nên quên. Trước có ai bảo em mở bài này không? Mai ngủ đông, nay quên cả đi chơi.太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的阴影。Anh cứ ngủ quên hả? Ngủ đến 9 giờ luôn hả? Chỉ vì我们还在，心留在。À không, chị không về em ạ. Về thì cũng không sâu được. 张开手，需要多大的勇气？这片天。
Mày chưa có ký hiệu á? Mày là ai rồi? Sao lại phải vào ác khác hả sao? Cảm ơn anh Thảo nha, cảm ơn anh Sơn. Hai đứa em thì không baby. Anh rủ em rủ ai ở? Cảm ơn anh Du. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Anh của em à? Ờ, mai em đi ăn rồi. Ăn với cả nhà rồi. Anh đua đòi à? Đua đòi theo anh Sơn à? Với cả anh Thỏ à? Vâng, cái tên nhá. Ở Trang á, Trang đang ở studio. Không phải nhà Trang. Bởi hư quá. Anh nói em hư á, em mà hư á. Không hát này em ạ. Em có hát nhưng mà từ từ là. Đấy và xong mày này nữa. Cần nỗ lực chỉ vì là em quan nhất trái đất là anh hư à. Ok, anh hư. Cảm ơn anh Thỏ. Trang ở Sài Gòn mày ơi. Lên khóa phải không khác. Người cái mọi ơi. Buồn vì ai? À, buồn vì ai là cầu đúng không? Và sao mình nhìn mãi ra. Có ra là đây mình bây giờ mình mới để ý hình trái tim. Sao bên phải? À, mình ở quận 12 bạn ạ. Xin chào bạn Thần nha. Thần này là anh Du nói như kiểu là em là lãng tử phiêu bạt ý. Chỗ nào cũng là nhà, vốn về là nhà. Anh thích kiểu áo này. Em ít khi mặc lắm. Nên là hôm nay em mặc, mai em mặc thành đàn ông thì sao. Cảm ơn anh Thỏ. Sao vũ gây đức anh nhờ. Vũ gây anh bảo hiện cái pass gì cơ. Cố gì cơ. Cảm ơn anh Thỏ. Phải tranh thủ chụp nhiều avatar về áo này. Trời ơi, áo này có cái gì đâu. Nó chỉ là áo ống thôi mà. Mọi người có thích nghe về gì không? Hôm nay bánh bèo hả? Hôm nay dạo này béo lên hả? Ừ đúng rồi, Trang tăng cân rồi mà. Trang 50 cân. Gần 51 cân rồi. Em nhớ bảo anh có một bài mới lắm. Ai khóc nỗi đau này. Kiếm duyên à? Để Trang hát kiếm duyên nha. Tấp Trang mà bết á. Bết và thằng, cái thằng thế anh. Thiệt cái tình. Ta vừa mới gội đầu lúc nãy xong rồi vào tập bếp thôi. Em xin một lời thoa. Để em được thôi, được thôi. Tôi thích bánh mèo. Áo này em Trang mặc hợp à? Em không nghĩ thế. Ồ không đầm. Không đầm ôm bo. Bo thì sẽ phía dưới. Đẹp phương. Ý anh Thỏ là. À, anh Thỏ em đang mặc đầm ôm mà. Ở phía dưới là đầm ôm mà anh. Chứ em có mặc váy xề đâu. Chắc có khi phải cấm chat thằng Thế Anh quá. Mày vào đây mày. Còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng. Khó diễn tả là sao? Sao anh Thỏ lại bảo là khó diễn tả? Đã sang em cùng vượt niềm nhớ thương ai rồi chờ đợi mãi.
唱的有是和配乐，谁配曲谁力演曲唱的曲爱。Y anh nói là sao? Từ anh nói anh nói lại đi. Anh diễn tả lại cái váy đi như nào. Chào bạn anh Thư nhá. Anh diễn tả lại xem nào. Có khi là em sẽ đọc ra được. Đầm ôm mà lại xòe phía dưới. À em hiểu rồi. Ý anh nói là cái váy đuôi cá hả? Đúng không? Phần trên thì ôm, phần dưới thì xòe ra. À, đấy là váy đuôi cá anh. Xong rồi nó có cái bèo bèo đúng không? Ở cái đuôi nó có cái bèo bèo này. Nó tẽ ra á. Em biết đấy là đuôi cá. Đấy là váy đuôi cá. Váy của em mặc hiện tại là không phải váy đuôi cá mà là váy ôm. Em cũng có một vài cái như vậy. Dù là lừa dối nhưng thay nói còn nhẹ nhàng hơn sự yên. Mốt anh Thảo thích thì đặt trang thiết kế một bộ nha, lấy rẻ mới củ thôi. Em thì nếu như em thiết kế thì thiết kế đồ nữ thôi, chứ còn đồ nam thì em không biết thiết kế cái gì nữa. Thế nói thật ra là ý, đồ nam thiết kế rất là đắt đó, mà lại còn khó nữa. Anh đặt cho Du bộ váy đuôi cá hả? Anh đặt đi, đặt cho Du một cái váy đuôi cá đi. Nhưng mà Du phải mặc cơ. Thiết kế xong là phải mặc, không mặc là không mua được. Phí công á. Đặt em mặc cho anh nha, mặc chứ anh hỏi tặng mà. anh Thỏ đặt đi, đặt đi. Đặt đi cho Du mặc. Du mặc và Du phải chụp ảnh, Du đăng Facebook nha. Không, cái này đặt cho Du mà liên quan đến em. Đặt cho Du xài mà. Du còn bảo là ừ đặt đi kìa. Cho đặt luôn. Em lấy tiền công thiết kế. Cái đấy là đúng rồi. Nhưng mà em làm là cho Du. Cho Du mặc. Chào bạn Đào Nguyễn nhá. 9:30. Được em thiết kế còn gì hạnh phúc hơn nữa. Biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha. Nghe nói viên này áo nên anh thôi. Bây giờ lại thôi xa nhận. Lạ. Là sao? Con đường phải dấu quốc tình à? Ừ, bài của mày xếp sau nhá. Ta đang chuẩn bị hát bài. Ô bưởi kìa. Ô bưởi kìa. Anh em là cam không phải bưởi. Cảm ơn anh Thở. Em đã không còn được nhận cam nè. Bên cạnh cam nè. Em đã quên rồi. Vừa nói cái có cam luôn. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Anh vẫn luôn khắc sâu những ngôi. Cam bưởi có cái gì ấy nhở? Cái hũ trái cây là bao gồm có cam bưởi cả cái gì ta? Dưa hấu à? À dưa hấu. Ngâm mâm ngũ quả. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa những dòng lệ rơi. Em giờ đang khát đi anh biết chắc chắn sẽ. Em như dạo này em đang nghĩ mất trọng. Hả? Mâm ngũ quả có trái gì ạ? Từ em nhớ. Nói thật là em nghe cái mâm ngũ quả thì em có nghe rồi. Nhưng mà có cái gì thì em không biết thật thì à, mai chị có like nha em. Chị like lúc cha có đủ à? Chết mọi người, em buộc cái tóc thôi.
nóng hở. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Chôm chôm đâu mà chôm. Em không nhớ là có chôm chôm nữa. Một mình đánh lặng thinh. Nhìn em không, thật sự là em không, chưa bao giờ em cũng mong quả em không biết luôn. Nghe thôi nhưng mà chưa bao giờ được vô. Ừ đúng một cái câu, cả cái câu đấy đó. Không còn được. Nhưng mà hình như là mâm của miền Nam, không biết mâm miền Bắc có thế không. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi. Để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Ô hay nhở. Mình thật kém người việc của mình chứ sao bạn lại cấm nhở. Từ từ đợi Trang một tí. Để em một phút nha. Em đi lấy cái luộc ạ. Từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay anh tình phai màu. Còn gì không lấy chồng ấy không phải lo à? Và đành buông ai bảo thế? Tôi. Ai bảo không phải lo? Tào lao. Đợi một tí nha. Sao mày này em thấy hát bài kiếm duyên này? Sao là đến mày thì công chúa bóng rồi? Tình ngọc như sen. Tôi đi phát biểu cái gì ạ? Tôi đi phát biểu gì ạ? Anh chúc em luôn nở nụ cười. Tôi đi nói gì ạ? Nói xấu mình à? Ngoài Bắc có đu đủ chuối cam bưởi. À, là cái vụ mâm ngũ quả ấy hả? Ủa mình lép thì sao bạn? Điều mình lép có ảnh hưởng gì đến miếng cơm nhà bạn không? Hả bạn Minh Nhật? Chào bạn Hiếu Liverpool nha. Hát bài gì đây? Sao hôm nay kêu là sao? Có thính sĩ nào? À bài Người Âm Phủ đúng không? Ờ em đấy nói quên đấy. Thiên Thần Trong Anh hay Người Âm Phủ? Chọn đi. Cảm ơn anh Thỏ. Thiên Thần Trong Anh hay Người Âm Phủ? Đôi vai anh man nói buồn sầu. Cho Du chọn đấy. Anh Thỏ. Chân anh lan tan. Dán liền, dán cái gì ạ? Nương mắng chào. Biến em giờ. Chào David Tâm nha. Bộ tóc lên thoáng hết cả mặt. Đôi khi cô đơn. Mùa chống thính hả? Em hôm bữa thần lỗ quá rồi kìa. Người Âm Phủ Thiên Thần Trong Anh nào. Thiên Thần Trong Anh ạ. Thế thì bài phải là cuộc tình áo công chúa mong bóng. Với lại phải là cuộc tình ba này là sao không? Kém duyên này. Phải là cuộc tình này công chúa mong bóng đúng không? Ok. Xin chào bạn Vân Sơn. Chưa biết người ta hát Người Âm Phủ nào đã bảo là không có xịn rồi. Hát nhỉ môi nhỉ. Hát gì? Anh mua cho em nè, bao nhiêu là kem nè. Anh muốn đưa em đi xem những bộ phim rất hay và rất hay. Em mà hồng đã khiến cho anh đây thật sự là ngất ngây. Em yêu anh hãy tin em đi mà. Những lời em không phải là dối trá. Nếu anh là mây em là gió, anh mà là vở em sẽ là những vần thơ. Ánh mắt ấy lung linh đẹp xinh, em ước muốn đi trong bình minh. Bao nhiêu thương chấp thành cuộc tình, và rồi mình đi về nơi xa. Ánh mắt ấy như muôn ngàn hoa, cô mong mãi.
đi đâu mà. Em mỉm cười đẹp như một bông hoa, xinh như những chiếc lá, hãy nghe em nói nè. Tình yêu của em như bầu trời bao la, có lẽ còn lớn hơn cả biển cả. Anh và em sẽ mãi mãi vẫn là, sẽ mãi là Adam và Eva. Ánh mắt ấy lung linh đẹp xinh, em ước muốn đi trong bình minh. Bao nhiêu thời chắc thành của mình, và rồi mình đi về nơi xa. Ánh mắt ấy như muôn ngàn hoa, cầu mong mãi sẽ có thiên thần đến trong giấc mộng, và mãi không rời xa. Cảm ơn Phật nhá. Cảm ơn Phật, cảm ơn anh Thỏ. Tại sao vậy? Chào anh Xuân Dũng nhá. Vào không chào mình chưa gì đã trang dâm rồi. Mắt nè, môi nè, em muốn hôn từ mắt đến bờ môi. Em muốn ôm anh mãi mãi không rời. Tim em đó em sẽ để làm đôi, anh một nửa và em giữ một nửa. Em tin vào những lời em đã hứa, em yêu anh không bao giờ dối lừa. Nó ngọt ngào như là những cơn mơ. Ánh mắt ấy lung linh đẹp xinh, em ước muốn đi trong bình minh. Bao nhiêu thứ chất thành cuộc tình, và rồi mình đi về nơi xa. Ánh mắt ấy như muôn ngàn hoa, cầu mong mãi sẽ có thiên thần đến trong giấc mộng, và mãi không rời xa. Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn bạn là Minh Thi của Hương Béo. Cảm ơn anh Du. Ôi, tay tôi sao thế này? Tay tôi bấm mà tôi không biết là tôi bấm luôn. Cảm ơn anh Du nha. Chào bạn David Tâm nha. Bây giờ em hát tiếp bài gì? Người âm phủ đúng không? Bài Người âm phủ hình như hơi bị lỗi. Em sẽ cố gắng sẽ hát đúng. Hy vọng là sẽ được. Bài này hay bị hát bị cắn lưỡi mà. Bài này nặng hơn bài Người âm phủ chứ. Ba giờ em còn chưa ngủ, tôi thấy về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chạy vào người ấp phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng bây giờ lúc nào em cũng như là người trên mây. Ê, tóc anh là suối, mắt anh là hồ, đôi khi anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là chân diệu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em càng thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay rồi đi đến sáng mai. Chuyện em nói đâu phải ngày một ngày hai, nếu như anh gật đầu mới bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em cứ từng là bản nhạc buồn, chỉ để anh remix là em sẽ lên luôn. Từ gần gặp anh em đã thấy bay bổng, chẳng còn là chất trội, chẳng còn tập khuôn. Lại để em nói nhỏ, anh làm cái gì cũng để em phải nói ỏ. Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ, sao phải nói linh tinh vớ vẩn, không phải đem em về mà ôm mơ. Ê, chuyện trò với anh từ đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cỏ, không men, không rượu, nhưng mà anh cứ làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình địch với em nhá. Nhà anh có bán rượu không? Mà nói chuyện với anh, em say quá. Dừng lại nhanh, cưới thêm cái nữa làm tim em đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở, mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim em. Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại? Vậy thì đến bây giờ em đi tứ thầy tìm ai. Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài, nhưng mà để ôm anh hay chỉ đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại. Chết, em hát hơi bị vấp vấp cái đoạn cuối rồi. Cái đoạn gì nhở? Chân của anh không quá lớn, cái gì gì mà quá dài đó. Cái này là hôm nay bị vấp một đoạn nho nhỏ. Chắc chắn là ngày mai em sẽ hoàn chỉnh. Game World Sandwich mới. Còn mấy gì nữa? Cảm ơn anh Dung nha. Ok, bye bye anh Thỏ. Cảm ơn anh Thỏ nha. Bây giờ hát bài Kém Duyên đúng không? Kém Duyên này có tông nữ không ta? Hát thẳng tông nam luôn đi. Bài này cao mà. Chúc anh Thỏ ngủ ngon nha. Cái gì quá dài ạ? Chân cũng không được quá dài anh ạ. Anh Phập ạ. Mai hát lại. Anh nghĩ ngoan đời em như gió bay qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với này. Để
vậy thôi nhìn theo người đi. Khi đã xa mất rồi chỉ còn em với những mộng mơ lặng thinh. Giờ lòng mang theo những vấn vương, lúc cần kể để nhớ thương, không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Dòng mây thơ mây vần uống nhầm ánh mắt say cả đời. Dù tình có phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mất nhau. Chào bạn mất nét nhờ. Lòng này thơ mây phần. Ủa có ruồi vọng trên mặt trang hả? Ở đâu vậy? Sao em không nhìn thấy? Xin chào anh Thành Trung Nguyễn nhờ. À, có con ruồi đậu ở nơi khác chứ không phải là đậu trên mặt. Trên mặt có hả? Ở vậy hả? Cái gì ạ? Thính người âm phủ si xịn hơn rồi. Sắp xịn rồi. Hiện tại là nó chưa có xịn bằng thiên thần trong anh ơi. Nó sắp xịn hơn rồi. Anh đi ngang đời em như gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể phơi lấy. Vậy đành thôi nhìn theo người đi. Khi đã xa mất rồi chỉ còn em với những mộng mơ lặng thinh. Giờ lòng mang theo những vấn vương, lúc cần kể để nhớ thương, không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Lòng này thơ mây phần buông nhầm ánh mắt say cả đời. Dù tình có phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mất nhau. Cảm ơn anh Quang Lập nha. Em Trang đáp hứa âm phủ giọng Bắc quá trần nhìn rồi. Cái này không nhận đâu. À, bài gì ạ? Bạn Minh Trung. Có thể là bài của bạn yêu cầu cho không hát được. Bọn cho không biết bài đó. Vừa mua bột lại phải đổi bùa. Mai hát bài mới. Cảm ơn anh Tony. Sợ lòng mang theo những vấn vương. Chị có đi đóng phim không ạ? Không ạ. Stream Loto hả? Lâu rồi chắc không chơi Loto. Chắc là bây giờ chắc bảo em chơi vào chơi chắc không chơi nổi. Đôi hoa mặt trời ạ? Em không biết bài đó. Chẳng được em bật bài đó thôi. Còn bài gì nữa mọi người? Kém duyên với cả bài gì nhỉ? Vừa nãy vừa đọc ba bài mà trong quên hết rồi. Bài đồ hoa mặt trời chắc là để em đây là đồ hoa mặt trời đúng không? Bây giờ em gửi Mỹ xem này. Biết bài này rồi. Xinh xinh bó tay. Bài đấy bạn nói là bài Trinh Xem Tranh Du Minh Minh. Đấy là bài tờ Sông Ly Việt đó. Chào bạn Hiếu Liverpool nha. Nam hả?
trải dài cuối chân đôi phía xa, ngồi bên anh mãi không rời, bình yên nhẹ hương thơm có cây. Cảm ơn Quang Lâm nha. Gió ơi gió đừng vội kéo mây, kéo hạt mưa rớt qua nơi này để em ngắm nụ cười. Yêu cầu mình nhiều bài quá rồi, cho em chọn một bài nữa để em bật xem nào. Gọi tên Huy trong đêm hay là bài món quà vô giá? Cảm ơn anh Sơ, anh Du nha. Anh Du hôm nay tặng son là trùng với cái màu son đêm đang sáng, màu hồng, nhưng mà có lẽ là tông đậm hơn. Cái màu ở trong cái son ấy nó là màu hồng, hồng cách xem. Anh ta gọi là bo bo là ngu á. Giữa ngọn đời ngập màu vàng tươi, những màu cười mình luôn trong nắng, những con ngao vui. Bo bo là ngu ngốc á, hiệu ứng đẹp à? Nhưng mà nó không có tiếng. Son là có cái hiệu ứng đẹp nhưng mà không có tiếng. Vẫn có người hằng ngày chờ anh, đến một ngày mình lại gặp nhau. Thở đánh thích yên tĩnh hả? Thở nào. Trước giờ thấy toàn ông tặng son, à tặng kẹo này, rồi tặng sao nhỉ? Sợ gây ra tiếng động ảnh hưởng những người xung quanh rồi, đúng không? Chào bạn mất cân đời nha. À, có những cái gì nhỉ? Son này, kẹo này, rồi kem này. Bài gì nhờ? Món quà vô giá nhờ. Bài này em thích này. Em cũng thích bài này đó. Ủa bài này có tôn nữ hả? Món quà vô giá không có, không có tôn nữ. Nó chỉ có là bài nhạc cốc thôi. Yên tĩnh dễ thương. Em là lần đầu tiên em biết có người lại thích tặng quà cho kiểu yên tĩnh như anh Dung. Xin chào bạn Chất Huy Nghiện nha. Lâu quá rồi không gặp em à. Chào bạn VL nha. VL vừa giờ là tên sao nhỉ? trồng rau nuôi gà. À, tên anh ạ? Trời, tên anh là gì ạ? Có một quà mà anh luôn thấy. Long à? Long hay Linh? Văn Linh hay là Văn Long? Mọi người. À, Văn Long. Cuối con đường mình mình lên. Có vui lắm. Em đứng chờ. Thế nhưng này thì không. Viện Linh à? Có một quà từ trường xa nhỏ. Vô lý. Việt Linh là tên Việt Linh, ok. Trời. Để tên mà gãy dây hiểu nhầm. Gãy hiểu nhầm quá hả? Mà ngày qua em dành cho anh, đến lúc không thấy vòng tay em êm đềm, đến lúc anh nhớ những âm thanh quen thuộc, điều hạnh phúc ấy sao thật vô giá. Nhưng Ken nó chết rồi nhỉ? Đâu? Avatar của anh đâu? Có lúc vô thức gọi tên em trên đường. Có trên ghế đâu, anh không nên, anh cũng không phải trên ghế đúng không? Đâu những kỷ niệm, rồi trời ơi, ông nào để lời thiệp kia? Ông Dung hả? À đây rồi, Ken nó chết rồi nhé, ok. Em có thấy cái gì đâu anh? Em thấy cái avatar là gì? Chữ không mà em không đọc được. Biết cái gì ạ? Coi đi và chỉ anh cách mua tinh xu á. Anh ơi, anh có thể hỏi mọi người ở đây à? Ở đây có ai, tất cả những người ngồi trên ghế của em họ đều nạp bằng tinh xu mà. Anh có thể hỏi họ á. Cuối con đường mình lên.
xài cái đấy lắm rồi, cái chữ chữ chạy đó. Có món quà đâu chứ sao miễn nhá. Nhỏ bé thế nhưng lại dường như quá ngọt ngào, nhưng ân cần. Đúng rồi, có một cái chữ nạp ở bên dưới cái quả cam của em á, ở bên góc phải á, có chữ nạp á. Nạp tinh xu. Em nhớ là cái chế độ nạp tiền ở trong này là cùng có V xu rồi, V tê xu với cả tinh là cái tê xu này. Cái V xu thì hình như nó đắt hơn à. Gọi tên em trên đường, có lúc anh cứ kiếm đâu những kỷ niệm, rồi chợt nhận ra quanh mình trong vắng, yêu thương ngày xưa sẽ đâu. Có lúc cảm ơn Đinh Du. Gọi tên em trên đường, có lúc anh có mà xin à. Kiếm đâu những kỷ niệm. Ờ đúng rồi, cái con thiên thần im lặng luôn. Cả cái gì nhở, cái gì im lặng nữa, có đấy, hình như có con gấu nữa, có một con gấu ở trong này mà em đang ở chế độ idol nên không có xem được, em đang là người ở trên webcam nên không xem được. À, với xu là xu tặng à, mà em thấy mỗi lần nó ra là nó gấp mấy lần cái tay xu á. Tôi thích mơ nhất mà không có. Có mày gì nữa nhở? Mày gì mà lại có anh là bảy? Gọi tên em trong đêm luôn. Đêm nghe hạt mưa rơi, lòng chợt nhớ em vô cùng. Từ thẻ 10 đến 100 cái sạch. Chuyện tình. Ồ, nó có nhiều chế độ nạp mà anh. Có nạp bằng thẻ ATM có. Giờ hai ta ở hai nơi, lòng người có nghĩ đến bao giờ. Cảm ơn anh Du nhá. Trời ơi, ông ấy không còn tặng hiệu ứng mà ông ấy phải spam cả cái màn hình cơ để cho em không đọc được chữ. Hiện tượng này là hiện tượng báo là Du sắp hết lúa. Là anh nạp bằng thẻ điện thoại á, hay là thẻ tinh à? Thẻ tinh thì chắc phải mua ở quán net cơ mà không có đâu. Gọi tên em trong đêm để mình ai chịu nỗi đắng cay. Một thế giới khác mang anh đi chẳng thể đâu có. Cuối tháng trốn. Ồ bây giờ là cuối tháng hay đầu tháng rồi. Chẳng thể có nhau, tình duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên em trong đêm để Du lên dùng 10 nụ hôn, Mai và Dương kia chả ok không. Có cả chuyện nợ quà luôn này. Lần đầu tiên em thấy. Cảm ơn tính mạnh nhá. Dương kia Du cả thanh toán cả chế độ nợ nữa. Nợ nần. Tổng đài hôm nay hết thẻ à? Ủa vậy hả? Nếu biết trên tương lai anh đã chẳng yêu em, nhưng con tim không thể quên được em. Chả gì mà chả hả em ơi. Dù ăn lãi quá à. Mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên. Là ngân hàng là phải tính lãi đúng không? Anh Việt Linh ơi, anh Du anh ấy hết xu rồi, anh ấy đang trốn nợ ngân hàng, anh ấy không có ghi nợ cho anh đâu. Anh chụp ảnh làm avatar để idol biết. Em chưa có đọc được cái avatar của anh. Không có đọc được cái chữ bé quá. Ok anh Việt Linh. Người yêu ơi hãy quên tin ông sẽ từng năm tháng.
10 tháng 4 á. Chắc mọi người đi chơi gì. Chào bạn Thiên Tuấn nhá. Bạn nào bạn gọi người yêu ơi là gọi ai ạ? Sau này có nhiều người lắm mà. Người yêu ơi là sao? Đang gọi ai không biết. Mai em có show mà anh. Em có show lúc 0 giờ á. Tôi trước giờ thích nghỉ ăn liền. Cách xa hai phương trời. Ok. Tạm hát bên này. Ok, lại là sâu cũng được mà. Nhiều khi vừa vừa em đã rất muốn nhắn tin rằng em nhớ anh mỗi ngày. Dù mình chẳng được ra khoảng cách giữa đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chỉ là một cô gái đáng yêu, chỉ còn biết nhớ anh rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ hứa nhung. Người con trai mà em nhớ mong là một chàng trai Việt Nam dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em phần vương. Rồi cô gái từ phương xa đến, nhưng em biết cách nào đây để nói ra. Anh phải dùng một lời thương mến mà em đã rất thân quen. Hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni. Chỉ chân là chân là hào sang ni. Bố sĩ chả là chả là hào sang ni. Hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni. Chỉ khó lời khó lời hào sang ni. Chân là sư bì sư bì hào sang ni. Hào sang ni. Em bảo hôm trước à? Đúng rồi, anh nói đúng á. Cảm ơn bạn Minh Thi ấm hương béo nhờ. Nhiều khi vui vợ em rất muốn nhân tin rằng em nhớ anh mỗi ngày. Rồi mình chơi vào khoảng cách giữa đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chỉ là một cô gái đáng yêu, chỉ còn biết nhớ anh rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ nhung. Người con trai mà em nhớ mong là một chàng trai Việt Nam dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em phần vương. Rồi cô gái từ phương xa đến, nhưng em biết cách nào để nói ra. Em phải dùng một lời thương mến mà em đã rất thân quen. Hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni, hào sang ni. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sang ni. Em Trang là người Hàn Quốc hả? Họ tìm hiểu được 3 năm mà. Có đâu trời. Em hỏi kẹo Tây Ninh ở đâu ai biết không? Cái này em, cái này thì em không biết. Anh có thể hỏi mọi người trong Dung những ai đã từng đi qua Tây Ninh. Em là người Nhật hả? Ở đâu ra hả? Em là người người Mỹ. Mỹ Tho. Chào anh Bao nha. Anh Bo có muốn đo chiều cao với em đúng không? Hả anh Bo? Hôm nào lên công ty đo chiều cao tiếp không? Vỗ tay mòn tay rồi. Thật ra là chủ yếu thôi, đừng sao nữa. Hôm tưởng ra thăm mình như nào, ta ra là đo chiều cao. Dìu anh đi, dìu anh đi. Cách xa em sẽ tìm tới anh. Tìm tới vì với thế gian này rộng lớn, trái đất xoay tròn. Trái đất xoay tròn. Nơi anh cứ yên tâm, đôi ta sẽ không lạc nhau. Ngay lúc này thì ta đã xa mỗi đứa một nơi rồi. Nhưng anh ơi, lời hứa của em chẳng chấp lấy đầu môi đâu. Anh hãy ở yên nơi đó, em sẽ xách ba lô đi. Tình yêu em vẫn mãi tồn tại ở nơi đây.
mai sau cuộc đời có chia lìa đôi ta, nhưng em cứ mãi lần tìm cuộc đời này sẽ có phép màu, nên anh cứ mãi vững tin nhé anh, em tin rằng rồi đôi ta sẽ ổn thôi. Chúc anh đã Linh ngủ ngon nhở, à Việt Linh ngủ ngon nhở. Xin chào Bắc Sơn. Lâu lâu lắm mày lạ ta, tại vì Du chưa có nghe á, là Du nghĩ là lạ rồi. Kinh idol cao hơn anh được mấy người chứ. Đều hát bằng giọng Bắc mà, không mấy bài hát bằng giọng Nam đâu. Ý em nói là những bài mà bài kiểu như này thì thường em nghĩ là hát giọng Bắc mà. À, 10 phút nữa em hết rồi. Chắc bắn cồn à? Em mà bắn cồn thì chắc là anh Tony bây giờ cháy lâu rồi. Lợi tiểu, đúng rồi, chính xác, bia lợi tiểu. Nhưng mà chỉ khi uống ít thôi, uống nhiều quá thì nó mới thành hại. Du lần sau phải bắt em chắc hát lại bài đấy nhé Du. Bài đấy là bài gì anh? Thôi em đừng tìm anh rồi. Em mà anh Thỏ tìm anh thì có đó em tìm anh. Em đang hỏi anh Sơn này, bài gì á? Bài em vừa hát rồi. Là bài Xích Ba Lô Đi Tìm Anh rồi. Từng ngày mây đen trôi bóng tan màu, liệu nắng có nghe thấy đến mai tình ca em hát lên. Giờ em thầm yêu anh mất rồi, biết con tim này đã yêu nhưng đôi môi chẳng nói nên lời, biết thương nên em lại nhớ nhưng chẳng biết anh ở đâu rồi. Vì người làm cho bóng tối đã mãi mãi đi thật xa, ấm áp đôi bàn tay lòng em giờ đây không đổi thay. Nếu như ta bên cạnh nhau em sẽ yêu anh mãi không thôi, nếu như ta chung một lối em sẽ đi đến cuối con đường. Từng ngày mưa rơi nơi ấy đã có nắng qua hàng cây, giây phút sau lại trôi thời gian chậm thôi vì em lỡ yêu anh rồi. Cảm ơn anh Sơn. Anh Bắc Sơn ơi, cẩn thận ông trai cấm chat đi ngờ. Tại sao lại vì em đến Kiều hả sao? Xin chào bạn béo, béo nào đây? Không phải là béo đều chứ?
Em sâu giờ này ít người chơi lắm hả? Không có đâu anh ơi, ra giờ này nhiều người chơi hả? Em kia là em nào em mai hả? Em lỡ yêu anh thì nghe nhẹ hơn, ngược lại hơn. À, nghe nói là nghe ngược. Yêu nhưng đôi môi trắng nói nên lời, biết thương nên em lại nhớ, nhưng chẳng biết anh ở đâu rồi. Vì người làm cho bóng tối đã mãi mãi đi thật xa, ấm áp đôi bàn tay, lòng em giờ đây không đổi thay. Nếu như ta bên cạnh nhau, em sẽ yêu anh mãi không thôi. Nếu như ta chung một nơi, em sẽ đi đến cuối con đường. Từng ngày lỡ yêu em là sao? Ừ, em ghét cái bài nào mà có từ lỡ yêu em nhá. Cái gì mà lỡ, yêu mà lỡ là sao? Yêu là tình yêu kiểu tự nguyện nào chứ gì có chuyện lỡ. Giống như kiểu là yêu, yêu tạm yêu bợ ấy. Chào bạn Nghĩa Phạm nha. Chót yêu với lỡ yêu ghét. Nếu như ta bên cạnh nhau, em sẽ yêu anh mãi không thôi. Nếu như nơi em sẽ đi đến cuối con đường. Từng ngày mưa rơi nơi ấy đã có nắng qua hàng cây. Giây phút sao lại trôi, thời gian chậm thôi. Vì em đã yêu anh rồi. Áo của mình có gì đâu phải mặc lại hả bạn? Áo của mình nó là như vậy mà, sao phải mặc lại? Coi bà ghét ra mặt lưng kìa. Ừ đúng rồi, em ghét lắm. Ghét những cái bài hát mà có từ yêu với cả chót yêu này, lỡ yêu này. Bây giờ ta chuyển sang bài thèm đi. Oh, oh yeah. Có cả tối nữa ạ. Có cả bài thèm yêu mà. Chào anh, chắc anh rất buồn nha. Cảm ơn anh, chắc anh rất buồn nhá. Thêm hơi nóng chớ che từ trong chăn ấm, thêm say đắm mùi hương quyến rũ thơm nồng, thêm những thứ không thuộc về ta, thêm được nghe lời yêu lúc sớm tình mơ, thêm được mơ bên ngôi nhà và những đứa con, thêm ăn mong tình yêu cho thêm ấm lòng, ta thêm những thứ không thuộc về ta, thêm một lần cùng đi đến nơi chân trời, thêm một lần được em trong tay người, thêm một người cho ta biết yêu và được yêu, để từng chiều bên nhau ngồi ngắm hoàng hôn, thêm một lần được nói tiếng yêu ngọt ngào, thêm nhìn vào gió đôi mắt đen của người, thêm một người cho ta biết yêu và được yêu, ta thêm có ai ở cạnh bên mình. Yêu lắm chi cho nó khổ, thêm một lần được dán bùa xịn. À là cái bài này hả anh Du? Tin tin cho chúng mình em biểu diễn. Xin chào bạn Ngọc Lợi Flower nha. Khóa mồm, ôi giời ơi em chắc vậy à.
vậy hả? Dạ. Con gái giờ thật là vậy là sao? Tụi em đang xem lại cái tin, cái comment trên xem là thất bại ở chỗ nào. Thất bại rồi. Nghĩa Phạm có bị yêu chưa? Nói vậy hả? Ủa vậy hả? Tôi xem nào. Đâu đấy? Mọi người post lại cái đoạn thất bại đi cho em xem nữa. Em không muốn nhìn thấy. Em nhìn vào số đôi mắt đau của người. Thấy ba Ngọc Lợi nha. Có thấy đâu ta? Ở một mình cho gái nó phù kem. Em nhìn vào số đôi mắt đen của người. Thêm một người cho ta biết yêu và được yêu. Ta thêm có ai ở cạnh bên. Anh em ghét thế. Em chưa có thấy đạn. Ôi giời ơi, chắc bậy. Không biết tại sao đâu. Bậy chỗ nào đấy. Không có thấy. Trừ khi mà xưng hay nói những cái gì đấy giống kiểu phụ khoa hay là sinh học gì gì đó thì mới bị cấm chát. Hoặc là mang tính chất là xúc phạm nghệ sĩ biểu diễn. Ok. Không vui nữa. Anh thấy nó bậy bậy hả? Bạn lâu sơ nhìn bên quen nhỉ, như sao gặp mấy lần rồi hả? Mọi người có muốn nghe nhạc này không? Hôm nay phát hiện ra một bài rất là hay. Trong thời gian đợi idol vào. Cảm ơn anh, chắc anh rất buồn nhá. Mọi người có thích nghe nhạc Vinahouse? Em nhạc này em cũng thích hết à. Nhưng mà tùy từng bài á, có nhiều bài hay lắm. Thể loại nào cũng thích. Trong này không ai chơi búp thì phải anh ơi. Anh có chơi cờ tỷ phú không? Có ai cấm đâu bạn Nghĩa? Có ai cấm chat vào đâu rồi? Mà có, nếu như mà có ai cấm thì không phải mình nha. Mình không cấm đâu. Có hi hi. Chàng Liêu Hiếu Liverpool nhá. Nếu như Liêu Liverpool thì Liêu chai cào đối sao ấy. Idol vô chưa? Chưa thấy vô rồi ta. Chưa thấy vô ta. Chào bạn Tranh Nghèo nha. Chào bạn Miss On La Mina. Ủa bạn này nhìn quen quen. Nhìn giống con thỏ nhá. Miss Only Mina, ok. Phòng này có 10. Có 10 kho là cái gì anh? Anh, ôi giời ơi, anh hay chat cái gì linh tinh gì em không biết nữa. Không biết là anh hay chat cái gì nữa. Chắc là không có chuyện em muốn sâu chứ. Nghe sợ quá à. Tôi không ngủ quên à. Chắc là em nghĩ là muộn thôi. Cũng giống như em vậy, mấy lần em cũng ngủ. Em cũng ngủ quên. Em không có vào sâu kịp. Dạo này là em hay vào sâu muộn lắm. Nên là ấy,
tổng kết KIP của tháng á, là lúc nào là em cũng ở chế độ không đạt, bởi vì là bỏ sâu tác phong quá là tệ. Chứ không phải là cộng thêm tiền cá tính hả? Cộng thêm em, tiền thành. Em đẹp nhất CC Talk. Em đẹp nhất CC Talk. Cảm ơn bạn Na nha. Mày tính ngủ xem show à? Nhưng mà bạn nhìn quen quen ra có phải Thỏ không nhỉ? Kia phải không? Có phải Chỉ Top không? À, hay là mình nhìn giống thôi chứ không phải. Sao này sau của Tâm Hâm đúng không? Rồi Tâm Hâm vào. Ok anh. Chỉ Tóc hay Tâm Hâm? Không biết. Ôi giời ơi, không thể đỡ ra. Nói chuyện rất là ôi giời ơi luôn. É noite na selva, vem chapéuzinho sem rumo, presa fácil pro lobo mal, malcada atrás dos arbustos. Ela não tá nem aí, ela só quer curtir. Mọi người biết bài này không? Nhớ Chỉ Tóc sau đây. Ở đây thắn phèo hở tí cấm qua chơi bingo. Ok, bye bye bạn Nghĩa Phạm nha. Ủa bạn Nghĩa Phạm có bị cấm chat đâu? Có ai ở đấy cấm chat lần đâu? Ai rảnh rỗi thì cấm chat, trừ khi tắt bậy thôi. À kia rồi, bye bye mọi người nha. Mới Tâm Hâm vào rồi, mai còn lại mọi người lúc không giờ nha. Dương 88, bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.